Bản tin trưa ngày 3 tháng 1. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn Khỏe Tự Nhiên để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa ngày 3 tháng 1. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, nổi hạch sau tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, bác sĩ nói không đáng lo. Số ca nhiễm trong ngày tăng vọt, Hải Phòng khẳng định nhầm lẫn về số liệu. Cả nước gần 6.400 ca nặng, Sài Gòn thêm 9 người nhập cảnh cần giải trình tự gen. Lào Cai mở thêm bệnh viện dã chiến, miền Tây dịch bệnh căng thẳng. Trung Bộ mưa diện rộng, Bắc Bộ tăng nhiệt, Hà Nội vẫn lạnh dù có nắng. Tin thế giới, tiến sĩ Fauci nói Omicron có thể gây gián đoạn các dịch vụ thiết yếu. Omicron có thể đưa Israel đến miễn dịch cộng đồng. Bulgari ghi nhận 12 ca nhiễm Omicron đầu tiên ngay trong nội địa. Sri Lanka đứng trước nguy cơ phá sản. Tại Mỹ, 21 người mắc kẹt trong cáp treo đêm giao thừa. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Đầu tiên mời quý vị đến với những tin tức tại Việt Nam. Nổi hạch sau tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, bác sĩ nói không đáng lo. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam thời gian gần đây, phản ứng nổi hạch trở nên phổ biến ở một số người sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 3. Cụ thể, tại Sài Gòn, một người đàn ông ở quận Phú Nhuận sau khi tiêm vaccine mũi 3 loại Pfizer được 2 tuần đi kiểm tra sức khỏe thì được bác sĩ báo cơ thể nổi rất nhiều hạch, có thể mắc lao hạch hoặc trầm trọng hơn là ung thư hạch. Người này rất lo lắng không biết nguyên nhân từ đâu vì trước giờ sức khỏe vẫn ổn định. May mắn thay khi kiểm tra sinh thiết thì kết quả là các loại hạch này đều thuộc dạng lành tính. Một trường hợp khác ở quận Bình Thạnh cũng bị nổi hạch to ở vùng nách sau khi tiêm vaccine mũi 3 vài ngày gây cảm giác sưng đau. Những trường hợp như trên đều được nhận định là tác dụng phụ ít gặp sau khi tiêm của vaccine COVID-19 liều 3 dù không gặp ở những liều tiêm trước. Về tình trạng này, CDC Hoa Kỳ cho hay phản ứng nổi hạch sau tiêm vaccine COVID-19 xảy ra khoảng 0,3% người tiêm Pfizer và 1,1% ở người tiêm Moderna. Còn tại Việt Nam, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết khi tạo ra các đáp ứng miễn dịch thì cơ thể đồng thời cũng sinh ra các phản ứng và nổi hạch là phản ứng bình thường nhưng ít gặp. Thường bắt đầu trễ và kéo dài hơn, từ 2 cho đến 5 ngày, có khi 10 ngày. Theo bác sĩ Luân, ở mũi thứ 3, cơ thể sẽ tạo ra phản ứng kháng nguyên, kháng thể mạnh hơn ở mũi 1 và 2, khiến tình trạng nổi hạch thường xảy ra hơn so với 2 mũi đầu. Thạc sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, phản ứng hạch viêm cấp này có thể tự hết mà không cần can thiệp về y tế, tuy nhiên dễ lầm tưởng với ung thư di căn. Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo, nếu siêu âm, bệnh nhân cần báo với bác sĩ về thời gian tiêm, số mũi vaccine đã tiêm. Người dân vẫn cần phải theo dõi nếu hạch sưng to, da vùng hạch sưng đỏ hoặc có các triệu chứng kèm theo như sốt kéo dài, sụt cân, phải đi khám để loại trừ bệnh lý khác. Số ca nhiễm trong ngày tăng vọt, Hải Phòng khẳng định nhầm lẫn về số liệu. Ngành Y tế Hải Phòng cho biết, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 1 đến 18 giờ ngày 2 tháng 1, số ca nhiễm mới của thành phố là 548 ca, chứ không phải hơn 1.800 ca như trong thông báo của Bộ Y tế chiều cùng ngày. Lý giải về sự nhầm lẫn khiến số F0 trong ngày tăng vọt, một thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố cho biết, hiện có tình trạng các lab xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân dương tính về Bộ Y tế các khung giờ khác nhau và để dồn số liệu. Do vậy, số liệu trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực có của thành phố. Theo lãnh đạo này, đây không phải là lần đầu Hải Phòng xảy ra nhầm lẫn như trên. Để khắc phục, thành phố giao CDC Hải Phòng thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống quốc gia. Các labo và các cơ sở y tế gửi danh sách các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm trong ngày về CDC trước 12 giờ để tổng hợp, khai báo và lấy mã số bệnh nhân. Tiếp theo, mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý về dịch bệnh ở một số khu vực. Cả nước gần 6.400 ca nặng, Sài Gòn thêm 9 người nhập cảnh cần giải trình tự gen. Tại Việt Nam, tính từ đầu mùa dịch đến nay, tổng số ca nhiễm đã lên tới 1,76 triệu ca. Trong đó có 32.860 người đã tử vong, chiếm 1,9%. Trong số F0 đang điều trị, có hơn 116.000 trường hợp điều trị tại bệnh viện, với gần 6.400 ca trong tình trạng nặng.
So với tuần trước, số ca nhiễm mới tăng 6%, số ca tử vong giảm 7,2%, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 8,7%, số ca nặng nguy kịch giảm 6,5%. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron, gồm có Hà Nội 1 ca, Sài Gòn 5 ca và Quảng Nam 14 ca. Trong đó, trường hợp ở Hà Nội đã xuất viện. Tại Sài Gòn, Bệnh viện Dã chiến số 12 thành phố Thủ Đức cho biết, trong 2 ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022, đã tiếp nhận 9 người nhập cảnh dương tính với COVID-19, bao gồm 1 người đến từ Tây Ban Nha, 1 người đến từ Nga, 1 người đến từ Trung Quốc và 6 người Việt Nam về từ Hoa Kỳ. Trong ngày 1 tháng 1, HCDC đã gửi mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân này để giải trình tự gen xác định biến chủng Omicron. Hiện sức khỏe tất cả các bệnh nhân đều ổn định. Ca nhiễm tăng cao, Lào Cai mở thêm bệnh viện dã chiến. Ngày 2 tháng 1, tỉnh Lào Cai ghi nhận thêm 41 ca nhiễm mới, nâng tổng số F0 lên 670 ca. Hiện tỉnh này còn 311 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế. Tỉnh Lào Cai đang có dịch cấp 1 màu xanh, ở cấp huyện, tỉnh có 9 trên 9 đơn vị vùng xanh. Ở cấp xã, Lào Cai có phường Cầu Mây, thị xã Sapa thuộc cấp độ 4 vùng đỏ, 3 đơn vị cấp độ 3 vùng cam, 7 đơn vị vùng vàng và 141 xã, phường, thị trấn còn lại thuộc vùng xanh. Vào trong ngày, tỉnh Lào Cai cho biết vừa quyết định lập bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên cơ sở sử dụng nguyên trạng trung đoàn 254 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, km 18 thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Bệnh viện điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng bắt đầu hoạt động từ 12 giờ ngày 1 tháng 1. Các tỉnh miền Tây ghi nhận dịch bệnh căng thẳng. Ngày 2 tháng 1, dịch bệnh tại các tỉnh miền Tây tiếp tục căng thẳng, cụ thể là Vĩnh Long thêm 1.280 ca nhiễm mới, trong đó 548 F0 cộng đồng, 16 trường hợp tử vong. Tiền Giang có 115 F0 và 768 ca test nhanh dương tính, thêm 11 ca tử vong. Cà Mau ghi nhận 619 F0, trong đó có 583 ca cộng đồng, 3 trường hợp tử vong. Trà Vinh phát hiện 452 ca mắc mới, trong đó 411 F0 cộng đồng, 2 trường hợp tử vong. Bạc Liêu thêm 464 ca mắc mới, trong đó có 293 F0 cộng đồng, 2 ca tử vong. Hậu Giang phát hiện 305 F0, trong đó có 283 ca cộng đồng và 4 ca tử vong. Cần Thơ thêm 293 ca dương tính mới, 15 ca tử vong. An Giang ghi nhận 167 F0 và 19 trường hợp tử vong. Bến Tre thêm 160 ca mới, có đến 154 ca cộng đồng, thêm 10 ca tử vong. Đồng Tháp 140 ca, trong đó 83 ca cộng đồng, 15 ca tử vong. Sóc Trăng ghi nhận 93 ca nhiễm mới, 8 trường hợp tử vong. Trước thực trạng F0 cộng đồng tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, rà soát không bỏ sót người tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 phủ kín trong quý 1 năm 2022. Sau đây mời quý vị đến với những thông tin về thời tiết. Trung Bộ mưa diện rộng, Bắc Bộ tăng nhiệt, Hà Nội vẫn lạnh dù có nắng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 3 tháng 1, các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng dần nhưng trời vẫn rét đậm về đêm và sáng sớm. Các tỉnh Trung Bộ xuất hiện mưa diện rộng. Từ hôm nay ngày 3 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1, nhiệt độ phổ biến nhất là 12 độ C, vùng núi 10 độ C và cao nhất lên đến 24 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng, nhưng trời vẫn khá rét khi nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 13 độ C, cao nhất là từ 21 đến 23 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, cao nhất từ 20 đến 23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi trên 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 24 đến 30 độ C.
Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Sau đây mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Tiến sĩ Fauci nói Omicron có thể gây gián đoạn các dịch vụ thiết yếu. Ngày 2 tháng 1, Cố vấn Y tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ đang chứng kiến đà tăng ca mới theo chiều thẳng đứng với trung bình hơn 400.000 ca mỗi ngày. Ông Fauci nói sự gia tăng ca nhiễm mới mà chúng tôi đã thấy là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, ông Fauci cho rằng độc lực của Omicron không mạnh bằng các chủng trước và tỷ lệ nhập viện và tử vong tại Mỹ những tuần gần đây thấp hơn nhiều so với các đợt dịch trước đó. Tiến sĩ Fauci cảnh báo rằng, cho dù tỷ lệ nhập viện với Omicron thấp hơn so với Delta, việc gia tăng ca nhập viện vẫn có thể gây áp lực cho hệ thống chăm sóc y tế của Hoa Kỳ. Ông Fauci cũng nêu quan ngại rằng biến thể Omicron đang gây ra sự gián đoạn lớn đối với các dịch vụ thiết yếu. Vị cố vấn chỉ ra rằng các báo cáo cho thấy ở khắp các thành phố, dịch bệnh đang khiến lực lượng cứu hỏa cảnh sát đang thiếu hụt 20% hoặc có nơi là 30% nhân sự. Tiến sĩ Fauci lo ngại rằng điều này có thể gây tác động đến sự vận hành bình thường của xã hội. Mỹ gần đây đã rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca nhiễm không triệu chứng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Omicron có thể đưa Israel đến miễn dịch cộng đồng. Ngày 2 tháng 1, ông Nachman Ash, Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel cho biết điều này. Ông Ash nhận định rằng các ca mới hàng ngày ở Israel dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong 3 tuần tới. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh cái giá phải trả là rất lớn, con số ca nhiễm sẽ phải rất cao để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Điều này có thể xảy ra nhưng chúng tôi không muốn tiếp cận nó theo phương thức lây nhiễm. Chúng tôi muốn đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ nhiều người đã tiêm phòng. Còn trưởng lực lượng đặc nhiệm ứng phó dịch bệnh của Israel, ông Samen Jaka cho biết rất khó đạt được miễn dịch cộng đồng bởi vì kinh nghiệm trong 2 năm qua cho thấy rằng một số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục sau đó lại tái nhiễm. Biến thể Omicron đã đẩy ca nhiễm trên toàn thế giới lên mức kỷ lục với trung bình hơn 1 triệu ca mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 12. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong lại không tăng cao. Điều này đem đến hy vọng rằng siêu biến thể ít gây bệnh nghiêm trọng hơn. Còn tại Israel, trong 10 ngày, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở nước này đã tăng gấp 4 lần. Ca bệnh nặng cũng đã tăng lên nhưng với tốc độ thấp hơn, từ khoảng 80 đến 100 ca. Và cùng ngày, Bộ Y tế Israel đã phê duyệt tiêm mũi vaccine thứ tư cho người trên 60 tuổi và nhân viên y tế. Cũng hôm 2 tháng 1, Bulgaria ghi nhận 12 ca nhiễm Omicron đầu tiên ngay trong nội địa. Giám đốc thanh tra y tế ông Andrew Kunchev cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy biến thể Omicron trong 12 trường hợp dương tính với COVID-19. Các ca bệnh gồm 9 người đàn ông và 3 phụ nữ, chủ yếu đến từ thủ đô Sofia, đang có các triệu chứng nhẹ và không ai phải nhập viện. Ông Kunchev nhận định sẽ có sự lây lan nhanh chóng của chủng mới và Omicron sẽ dần trở thành biến thể trội như đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Theo vị quan chức, các cơ quan y tế của Bulgaria sẽ họp vào ngày 3 tháng 1 để thảo luận xem liệu có cần các biện pháp bổ sung để hạn chế sự lây lan của biến thể mới hay không. Bulgaria trước đó đã trao thưởng một khoản tiền mặt trị giá hơn 43 đô la Mỹ cho những người đã về hưu đăng ký tiêm liều nhắc lại. Nước này cũng rút ngắn thời gian tiêm nhắc lại xuống còn 3 tháng sau 2 mũi tiêm đầu tiên. Cũng tại châu Âu, một du thuyền Đức đã bị mắc kẹt tại cảng Lisbon, Bồ Đào Nha sau khi phát hiện 52 ca COVID-19 ở cả phi hành đoàn và hành khách. Con tàu Ed Anova với hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Lisbon vào ngày 29 tháng 12 trên đường đến đảo Madeira, Tây Ban Nha để đón giao thừa. Tuy nhiên, sau khi ca nhiễm bùng phát, mãi đến ngày 2 tháng 1, chiếc du thuyền mới được tiếp tục hành trình. Tại thời điểm đó, đã có thêm 12 ca dương tính, bao gồm 4 hành khách và 8 thủy thủ đoàn. Theo công ty điều hành tàu, những người bị nhiễm virus vốn không có triệu chứng hoặc có biểu hiện nhẹ đã được đưa đi cách ly ở Lisbon. Khi tàu đến Tây Ban Nha, công ty quyết định kết thúc hành trình và cho hành khách còn lại xuống tàu. Trước đó, dịch bệnh đã bùng phát trên các du thuyền của Mỹ và Na Uy.
Ngày 30 tháng 12 tuần trước, CDC Hoa Kỳ đã khuyến cáo mọi người tránh đi du lịch bằng du thuyền cho dù đã tiêm đầy đủ. Việc này đã giáng một đòn vào ngành du lịch đường biển vốn chỉ tái khởi động vào tháng 6 năm 2021 sau một thời gian dài đình trệ do đại dịch. Mời quý vị chuyển sang các tin tức khác. Sri Lanka đứng trước nguy cơ phá sản. Theo The Guardian, Sri Lanka đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo ngày càng sâu sắc, với lo ngại nước này có thể phá sản vào năm 2022 khi lạm phát tăng lên mức kỷ lục, giá lương thực tăng vọt và kho bạc cạn kiệt. Cuộc khủng hoảng là một phần gây ra bởi tác động tức thời của dịch bệnh và tổn thất của ngành du lịch. Các yếu tố làm tình hình trở nên trầm trọng là chi tiêu chính phủ cao, việc cắt giảm thuế làm xói mòn nguồn thu của nhà nước, việc phải trả các khoản nợ lớn cho Trung Quốc khiến dự trữ ngoại hối ở mức thấp nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, lạm phát bị đẩy cao bởi việc in tiền để trả các khoản vay trong nước và trái phiếu nước ngoài. Ngân hàng Thế giới ước tính 500.000 người dân Sri Lanka đã rơi xuống dưới mức nghèo kể từ khi bắt đầu đại dịch. Lạm phát đạt mức cao kỷ lục 11,1% vào tháng 11 năm ngoái và giá cả leo thang đã khiến những người trước đây khá giả phải vật lộn để nuôi sống gia đình. Còn đa số người dân không đủ khả năng chi trả cho hàng hóa cơ bản. Sau khi chính phủ tuyên bố Sri Lanka đang trong tình trạng khẩn cấp về kinh tế, quân đội đã được trao quyền để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu vốn được bán theo giá chính phủ ấn định, nhưng cũng không cải thiện được mấy tình hình. Tại Mỹ, 21 người mắc kẹt trong các treo đêm giao thừa. Daily Mail đưa tin, mới đây 21 người ở bang New Mexico, Mỹ đã phải đón năm mới 2022 trong buồng cáp treo giữa thời tiết giá lạnh. Ngày 31 tháng 12, một sự cố cáp treo xảy ra ở bang Mexico đã khiến 20 nhân viên của nhà hàng trên đỉnh núi Sandia gần thành phố Albuquerque và một nhân viên vận hành hệ thống cáp treo bị mắc kẹt trên cao trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Đối với những hành khách gặp nạn, sự kiện đếm ngược đón năm mới cuối cùng lại trở thành màn đếm ngược kéo dài 12 tiếng cho đến thời điểm được giải cứu. Khi nhiệt độ giảm xuống khoảng âm 5 độ C, họ bắt đầu chia sẻ cho nhau những viên kẹo dẻo và 6 chai nước mang theo trong khi chờ đợi giải cứu. Theo giới chức địa phương, tới chiều ngày 1 tháng 1, toàn bộ 21 người đã an toàn và không ai bị thương. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn bang New Mexico đã huy động khoảng 30 tình nguyện viên để trợ giúp cuộc giải cứu này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.